Không biết là ở đây có ai giống như là mình không? Có những ngày việc thì rất là nhiều, nhưng mà đầu óc thì lại hoàn toàn trống rỗng, không thể nào mà tập trung làm việc được. Ngay sau có bạn nhân viên nhận thấy mình đang khá là ngáo, kêu sếp ơi đi ăn đi em bao. Mặc dù là sếp nhưng mà được bao thì vẫn đi. Đã vậy nó còn tặng mình cái khiêm của captain nữa. Lâu lâu mới được nhân viên mời đi ăn, nên là mình chắc chắn là mình phải nể mặt nhân viên mà kêu thật là nhiều món ngon. Phần thịt sashimi ngon nhất của cá hồi chắc chắn là phần ở bụng luôn. Người ta nói thịt cá hồi là nghệ thuật, thì người ăn cá hồi là một nghệ sĩ, và mình là một người như vậy. Nhà hàng cho cái loại rau gì thì chúng ta sẽ kết hợp tất cả các loại đó lại để ăn chung. Cái này là mình đang chém gió trước mặt nhân viên, vì đây là lần đầu tiên nó thử ăn cá hồi sống. Mình chỉ thì mình chỉ vậy thôi, chứ tự làm lấy mà ăn chứ, không làm mà đâu có ăn sao. Nói về chứ, để anh gắp tiêu với cà chua cho chú ăn nè. Nói là nhân viên vậy thôi chứ thực ra hai người chơi với nhau như là bạn vậy. Thôi để anh gắp cho chú hai miếng cơm cuộn ở bên này nha, ăn cơm đi cho no, còn cá thì cứ để anh. Công nhận hai thằng đi ăn bào nhanh thiệt, rồi ăn ra phần nào hết phần đó. Thể tình chú hôm nay chở anh đi ăn, anh sẽ dành tính tiền. Nhưng mà sao chú lại không cản anh, ít ra chú không phải dành tính tiền với anh chứ. Nhưng mà thôi không sao, đầu óc mình cũng bớt lát lại rồi. Đã vậy tới khúc về nó còn mất mình chở nó về nữa. Thôi hôm sau thì cuối tháng này mình tính vô tiền lương một thể.